Hello, chào mọi người, lại là Tiểu Quỳnh xóm sáu đây. Hôm nay em sẽ làm bộ củi cơm chiều giới thiệu với quý vị nha. Nó là mời gà ốp nướng nha, mà em sẽ nấu thêm một nồi canh khổ qua nữa. Cái dao nó lục quá cho nên em mài, em bầm thạch cho quý vị. Và đây là cái khúc mà em lấy ruột khổ qua nè. Nói chung là vừa làm vừa quay nó hơi lâu lắm. Để làm clip gì nó rất lâu của quý vị. Quý vị xem thì nó ngắn nhưng mà làm thì lâu lắm, nó còn khù lắm. Thì lúc này là trong thời gian đó là em băm thạch em nhét vô xong rồi hả quý vị. Rồi bây giờ là tiến hành nướng mây gà thơm nứt mũi. Thì bây giờ là nướng mây gà nó chờ con vịt bầu về nó ăn. Trong cái đó thì ướp luôn mớ thịt nữa cho thằng Quỳnh Báo nó ăn nữa. Chứ là hai cái món kỳ không được, mày gà nó ngay không có được, dặn cổ không có. Rồi, cơm chiều nhà em hôm nay chỉ có bao nhiêu món này thôi. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc, ngày mới tràn đầy năng lượng, năm mới vui vẻ, phát tài. Ôi, mời mọi người cùng ăn cơm với gia đình em nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tốt lành. Thank you. Cảm ơn mọi người đã xem.